Hello, chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Paranormal Syndrome. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm tập cuối, trong là để kết thúc cái series này luôn. Thì trong lần trước thì mình đã cùng với mọi người, mình đã nghe chúng ta đã nghe được về cái lịch sử, gọi là cái do sự giao thoa định mệnh giữa hai gia tộc Kachino và Himero. Rồi, thì tập này thì mình sẽ đi theo cái lời nói trong tâm trí để đi chấm dứt cái cơn nguồn cơn của những cái chuỗi sự kiện bất thường mình đấy, mà nhưng mà chính chúng ta là Himeno Mikoto đã trải qua. Rồi, bắt đầu thôi. Tập trước mình đã có nói các bạn, mình đã nói trước là mình nhìn cái đền thờ ở dưới á, nó là phải tìm hai bàn này giống nhau, và mình đã thấy được hai cái bàn này nó rồi trong lúc trước đó luôn. Một cái là nằm ở ngay cái mặt nạ, phòng mặt nạ đó đó, phòng mặt nạ ngay lúc mà mình nói cho mọi người biết là nơi mình đã gặp cái mà bắt gặp cái mặt nạ no đó, và một cái mặt nạ ngay cái phòng ở lầu 2, cái phòng góc chung cùng á. Giờ mình sẽ đi lấy. Rồi, chờ chút xíu nha. À, ok, mình đã quay trở lại. Mình điều chỉnh cái mic của mình chút xíu. Ok, mình chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái mặt nạ đó. Đây, mặt nạ đó là cái này, mặt nạ Hanja, mặt nạ một, mặt nạ Hanja. Có vẻ với cái mặt nạ này mình có thể mở cái cánh cửa ở dưới cái phía dưới. Rồi, một cái. Nó nằm ở đây, trong phòng này, ở trong cái phòng này thì ngồi dậu xíu. Đây, nó đây, một cái mặt này hành giả đây nữa. Rồi, tiếp. Giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới cái đền thờ ở dưới để mở nó. Mình cũng chẳng hiểu là sao mà con bé tự nhiên lại trở nên dũng cảm như thế này sau khi mà bị được vãi cái liền kìa. Ok, đi xuống dưới nào. Đây. Một mặt nạ hành nha đã được treo đây. Đây là danh cuốn sách, những cuốn sách gồm những cuốn sách bí kỷ của gia tộc, của gia tộc Himeno. Hãy tới phòng Kimono, hãy thanh tẩy bản thân ở đó. Phòng Kimono, cái phòng đó, mình nhớ cái phòng đó mà. Giờ phải đi vòng ngược lại cái phòng
phòng mà để thay như là để mặc những cái kimono á. Và nó chỉ như này thôi, kệ nói. Cô sẽ đi bằng bất cứ giá nào phải không? Kimono tôi liệu anh có sẽ giao, anh sẽ giao nó lại cho tôi. Có vẻ như sẽ không thể nào cản được cô, sẽ không. Có lẽ như là tôi không thể nào ngăn cản cô dù bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ kiểu gì đi chăng nữa. Tôi xin lỗi. Cô đã trở nên mạnh mẽ. Được rồi, hãy làm như cô muốn. Nhưng cô phải trở lại, giờ sao cô phải sống sót trở lại. Tôi hứa. Chắc chắn. À, nghe sao giống như chia ly quá. East North Side Second Row. Đúng như mình nghĩ, mình không chỉ cứ nghe về những thứ linh tinh. Sẽ cảm một xíu. Rồi nó nói là hàng thứ hàng dọc thứ hai ở phía đông bắc là cái này. Wow, wow. Đây cái này. Ôi trời ơi. Ôi xinh quá. Ôi trời ơi xinh quá. Trời. Hot girl mấy đứa, hot girl. Em đã thành hot girl. Hãy tiêu diệt cái vong linh và hận thù của gia tộc Kachiro. Đặt dấu chấm hết cho nó là cái giọng nói mà mình quên nên tập cho mấy bạn nghe quên xin lỗi. Mình cảm nhận được có một sự hiện diện đến từ tầng thứ hai rồi. Ok. Whee. Nó đây. Từ bên trong mình cảm nhận được có sự tối. Vô. Có thứ gì đó bên trong cuốn sách. Một tấm bùa dùng để thanh tẩy và một con búp bê. Ok. Rồi, vô. Mặt nạ bự. Mặt nạ bự. Yeah. Đây chính là phù mình cần phải. Xuống.
Ê chết. Chết cha. Làm lại. Xin lên xuống S, lên xuống S, xuống xuống quái trái, xuống trái trái phải, xuống S S phải, xuống S S S xuống S S xuống S xuống S lỏ lỏ xuống trái 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 S lên trái phải xuống lên trái phải xuống ba chữ nữa thôi. Lỗ quá. Xin lỗi mọi người. Trở lại.
quá, một cú này bị mất tập trung. Chịu mở nó ra không? Đây, anh chưa giới thiệu mọi người, đây là bùa thanh tẩy. Như nào thấy đó, con boss có 3 giọt, mình có 3 mạng, 5 mạng, 6 mạng thôi. Rồi, tập lại. Rồi, cô gái, cô làm được, cô làm được, mình hỗ trợ cô. Mình nhầm cái nó đâu mới nhầm nữa. Xuống. Xuống. S. Xuống. Xuống, xuống, S xuống. Một chữ. Trái S. Phải. Trái. Trái S phải trái. Trái. Xuống. Lên. Trái xuống lên. S. Lên. Phải. Phải. S lên phải phải. S S S xuống phải S S S phải S trái S trái phải S lên xuống phải S lên xuống lên phải S S lên phải S S phải S xuống xuống lên phải S xuống xuống lên.
rồi. Mày chết đi. Thắng rồi. Nguồn gốc đã bị diệt. Cái ác đã bị diệt chứ. Em nghe em như thua vậy. Chapter 4 End. Yeah. Đúng rồi. Chờ nghe kể chuyện thôi. Lần này nó đã kết thúc rồi phải không? Vâng. Nghĩa là này đã chắc chắn là kết thúc rồi phải không? Thì cô bé đã trả lời là vâng. Rồi, thì nó xong rồi đó. Hey, Mikoto-chan. Hả? Quá là một anh bạn ồn ào. Bé thở mệt mỏi. Kể từ lúc đó, những cái sự kiện bí ẩn xung quanh chúng tôi đã đi đến hồi kết. Đi đến phần cấp hồi kết đó. Trời sáng luôn. Và rồi chúng ta sẽ làm ý kiến tiếp theo. Cứ đợi đi. Tôi đang sắp xếp vào nội dung ngay lúc này. Tớ xin lỗi, Mikoto. Vậy như tớ đã gây ra cho cậu khá một bài rắc rối. Không sao cả. Mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, Yuka. Xong end game. Khá là lạ, một ngày nay khá là lạ. Mọi thứ dường như trở nên khá là khác khi sẽ là tôi mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng. Ok đó. Vậy bây giờ tôi sẽ sống một giờ sinh mà tôi luôn muốn. Và tôi được cứu bởi ác mộng đó là do Kaga Kirasaki và anh Kimuro. Đó là công việc của tôi. Và rồi chúng ta sẽ chia cắt tại đây ư? Sao nghe nay giống như mùi cơm chó quá ta? Có lẽ là vậy. Không. Không lẽ là không, không có gì chuyện đó đâu. Bây giờ một ngày đó tôi sẽ đến tìm anh và tận hưởng thời gian cùng nhau. Ô, một lời tỏ tình kìa. Rồi cô bé của chúng ta đã tỏ tình rồi. Một lời thú nhận. Sao đây thôi vậy? Mình sẽ tạm thời tắt cái nhạc đi. Có skip được. Đó, mình ngờ. Skip được trời. Skip được. Nói chung là thôi sợ mẹ vậy thôi cứ bật đi này xài ra đừng xài không rãi mà thôi kệ giận đi thôi chả dám đâu kênh mới phát triển mà tự nhiên cái ăn cái đánh bản quyền mệt lắm thì nói chung thì cái series game Paranoid Syndrome đã chính thức kết thúc. Cảm ơn đã theo dõi mọi người đã theo dõi mình trong suốt chặng đường qua thì
mình sẽ tiếp tục quay những cái con game mới với con game khác để cho mọi người tận hưởng. Cảm ơn người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua. Chung là cũng có khá là nhiều chuyện xảy ra lúc mà mình quay, cũng là cũng gặp phải vấn đề khi mà trong lúc quay và quay lại một vài lần, và dĩ nhiên là cũng không thể tránh là tránh khỏi được cái phần lỗi lầm về việc setting up cái video của mình. Nói chung là hẹn gặp mọi người vào trong một buổi trong một cái video game tiếp theo. Hãy like, share và subscribe cho channel của mình để kênh mình tiếp tục có thêm nhiều người biết tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi của mình và hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye.